điều để mà mình làm thành công được cái chương trình hội thì đó là điều tiên phải nói đến là sự đam mê nhiệt tình của mình bên cạnh đó là mình phải hy sinh những cái thời gian cho hội thì tôi cho rằng đây là một cái góc độ gắn kết phải nói là bền vững hiếm có một cái cái tổ chức nào mà có cái sự gắn kết bền vững như vậy Thực ra khi Hội Doanh nhân trẻ Hà Tây và Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội sát nhập thì Tất nhiên tôi cho rằng là một thách thức nhưng cũng là một cơ hội Bởi vì nhiều khi anh em nói vui thì thôi ra biển lớn hơn <laughs> Nhiều Đúng. anh em của Doanh nhân trẻ Hà Tây thì cũng có một chút băn khoăn và sát nhập sợ nhiều khi anh em không đồng cảm Nhưng mà tôi thì có cái may bởi vì tôi là mẹ tôi là người Thụy Khuê Ba Đình Cho nên là tôi cũng sống ở đất Hà Thành lâu rồi cho nên là cũng quen những cái tác phong nhất định của anh em À, đồng thời là cũng gặp anh em doanh nhân trẻ Hà Nội rất là dài thời gian rồi Chính vì vậy tôi khuyên anh em ở đây thôi Mình cứ chân thành cởi mở Mọi chuyện cái gì đến nó sẽ đến Và điều quan trọng nhất là mình chân thành với nhau thôi à, Tôi thì cảm thấy rất vui Bởi vì khi sát nhập thì có thể là có những em băn khoăn Thế nhưng sau khi sát nhập xong thì hội Hà Nội được phát triển Tiếp tục thừa kế những cái gì của những anh em đi trước Nhưng xong cũng đã phát triển lên những cái tầm mới nhất định Ví dụ như là về hội viên thì tôi nhớ lúc đó khoảng độ hơn 200 thì đã à, phát triển thành khoảng độ hơn 400 hội viên ở cái thời điểm lúc bấy giờ Đấy, Ví dụ như thế, thế rồi đồng thời là chúng tôi cũng mở ra nhiều những cái câu lạc bộ mà đến giờ các câu lạc bộ vẫn đương phát triển rất là tốt Đấy, Hoặc là nhiều anh em ở Hà Tây thì tham gia sau này cũng làm các phó chủ tịch và các trong thường trực hội Mà thậm chí có những anh em thì đến giờ phút này vẫn đương còn tham gia thì đấy là những cái mà tôi cho là rất là vui và anh em của Hà Nội và Tây Cũ lại gắn bó với nhau rất là tốt, thậm chí là cái luồng do mới để mà giúp cho nhau nó nó cởi mở hơn, nó gần gũi hơn. À, thực ra trước hết thì cũng phải nói là tôi có một cái điều rất may mắn hơn à, các hội viên khác là mình có cái điều kiện để làm chủ tịch của hai hội địa phương và lại là chủ tịch của hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Thì trong cái thời gian đấy thì tôi nghĩ rằng là À, có mấy cái thành công mà tôi cũng rất là à, tâm đắc ví dụ như ở hội doanh nhân trẻ hà nội thì, thì chúng tôi đã ra được những cái câu lạc bộ mà đến bây giờ theo như tôi được biết là ở hội doanh nhân trẻ hà nội đã phát triển đến à, 20 câu lạc bộ đấy, đấy là một cái tôi nghĩ là rất là tốt hay là rồi lên trung ương thì các cái câu lạc bộ của trung ương cũng phát triển rất là tốt ví dụ như câu lạc bộ bóng đá thì bây giờ đã có câu lạc bộ ở gần 63 tỉnh thành một mạng lưới rất là khổng lồ đấy. thứ hai là khi lên trung ương thì chúng tôi tổ chức được cái chương trình diễn đàn kinh tế tư nhân mà đấy là chương trình diễn đàn đầu tiên ở Việt Nam về diễn đàn kinh tế tư nhân và được chính phủ rất là quan tâm. Tôi nhớ cái nhiệm kỳ cái chương trình đầu tiên lúc đó là chính Vương Đình Huệ là phó thủ tướng chính phủ tham dự. Nhưng đến cái chương trình kỳ thứ hai thì là trực tiếp thủ tướng tham dự cái chương trình này và chỉ đạo cái chương trình này. Tôi nghĩ đấy là một cái thành công rất là tốt thực ra thì khi hội ở quy mô nhỏ thì cái, cái cái đáp ứng nhu cầu nó sẽ dễ hơn mà khi phạm vi càng rộng thì cái nhu cầu nó càng lớn mà nhu cầu lớn mà anh lại ở trong một phạm vi để tất cả mọi người đều phù hợp thì nó sẽ rất khó thì xuất phát từ cái suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ rằng là cần ra những cái câu lạc bộ để nó phù hợp với các nhu cầu của cái từng nhóm một ví dụ nhiều anh em thì làm về ngành du lịch thì ra câu lạc bộ du lịch để anh em uh, tham gia vào đó để nó đi chuyên sâu vào của mình hay là nhiều anh em uh, thích uh, một gôn thì sau này như trên trung ương tôi mở ra câu lạc bộ gôn hay là câu lạc bộ bóng đá nhiều anh em thích bóng đá thì lại mở ra câu lạc bộ bóng đá và đến bây giờ ở hội trung ương thì tôi cho một cái câu lạc bộ phát triển rất tốt mà trước đây anh kiên làm chủ tịch là câu lạc bộ bóng đá của doanh nhân trẻ việt nam cũng đã có mặt ở gần 63 tỉnh thành một cái quy mô cũng rất là rộng lớn Ừ, tất nhiên là cái gì ban đầu thì nó cũng khó nhưng mà với phong trào hội thì tôi cũng rất là may mắn là lúc đó làm nó rất là thuận lợi Thứ nhất là lúc bấy giờ cái nhu cầu của anh em về giao lưu các thứ nó lớn cho nên là nó là dễ làm hơn các anh các chị bây giờ Các anh các chị bây giờ là làm nó vất vả hơn rất là nhiều bởi vì các cái nhu cầu nó bị bão hòa rồi Thì tôi lúc đó là thuận lợi là cái nhu cầu giao lưu của mọi người nó, nó rất là lớn Rồi là cái nhu cầu mọi người nó cũng đơn giản hơn bây giờ Chính vì vậy mà chỉ cần là gì Mình nhiệt tình, mình đam mê mình chân thành và mình dành nhiều thời gian và kinh phí cho hội là ắt sẽ thành công thôi. À, với cái thời kỳ của tôi thì làm thì tôi có mấy cái 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 ấn tượng là khi tôi làm thì tôi nhớ nhiệm kỳ của tôi thì vào đúng cái thời điểm là có cái lễ kỷ niệm 1.000 năm thăng long hà nội. Đấy và tôi nhớ lúc đó là hội doanh nhân trẻ cũng là thành viên của ban tổ chức để tổ chức những cái chương trình chào đón cái chương trình đó. Thì bọn tôi làm cái chương trình tại tôi nhớ làm thiên đường bảo sơn với cái phạm vi khách là hơn một nghìn khách. Và lúc bấy giờ tôi rất là bối rối bởi vì là mình cũng chưa bao giờ làm cái phạm vi khách lớn như vậy đến bây giờ thì các bạn tổ chức cái sự kiện có thể đến trên nghìn khách là chuyện bình thường nhưng mà cách đây mười mấy năm mà làm cái chương trình sự kiện trên một nghìn khách sau đó là tất cả các chương trình có cảnh sát dẫn đường rồi là làm bắn pháo hoa rồi là tổ chức tất cả cái một cái format như là một cái lúc đó tôi nhớ là định làm tất cả chạy theo cái format như là táo quân anh thành động lực nên đứng ngồi cái vai làm vua rồi anh hoàng dù các thứ để báo cáo tất cả các chương trình rất là vui nhộn và rất là ấn tượng À, thực tế thì hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã qua đến bây giờ cũng là 30 năm nữa. thì tôi thấy rằng là rất nhiều các thế hệ từ trước đến nay ví dụ như là à, từ thời như là anh Quân, anh Như, anh Trương Gia Bình rồi là anh Việt, anh Thắng, anh Tín vân vân Hay là dưới hội Hà Nội chúng ta thì có anh Thành công viên nước rồi là anh Đoàn, anh Bùi Quảng Hà vân vân Thì tất cả đến bây giờ gần như anh em vẫn đều gắn kết với nhau hết à, Tất cả là vẫn cuộc sống những cái gì công to việc lớn hoặc những cái chương trình gì thì vẫn đều có mặt nhau cả Thì tôi cho rằng đây là một cái góc độ gắn kết phải nói là bền vững Hiếm có một cái cái tổ chức nào mà có cái sự gắn kết bền vững như vậy cái điều để mà mình làm thành công được cái chương trình hội thì đó là điều tiên phải nói đến là sự đam mê nhiệt tình của mình đấy. bên cạnh đó là mình phải hy sinh những cái thời gian cho hội tôi lấy ví dụ như là thời tôi làm là tôi đã có những cái giai đoạn thống kê là một tháng nhiều là tôi mất 18 ngày dành thời gian cho hội và tháng ít là 6 ngày đấy chỉ là những cái thời gian cơ học chứ còn chưa kể đến là những cái thời gian mà ở nhà nhưng mình vẫn phải suy nghĩ hoặc là mình vẫn phải làm những cái kế hoạch cho hội chẳng hạn và vấn đề thứ hai là tôi nghĩ rằng làm hội thì mình phải hết sức chân thành và vì cái phong trào chung đấy là cái yếu tố rất quan trọng và cái vấn đề thứ ba nữa là làm hội thì rất nhiều các hội viên khác nhau rất nhiều các cái quan điểm cuộc sống khác nhau thì mình là người chủ tịch thì mình phải tổng hợp được những cái gì là chung nhất của anh em để làm sao là mình có một cái cái giải pháp một cái chương trình hoạt động nó phù hợp nhất có những anh em đến thì là vì cái cái góc độ để giao lưu nhưng cũng có những anh em đến thì là để muốn học hỏi làm ăn nhưng cũng có những anh em đến để muốn được cống hiến cho hội thì mình phải lắm được những cái này để mình mình làm và trong quá trình làm thì thậm chí là phải làm rất là chi tiết rất là cẩn thận thậm chí là một cái bữa tiệc sắp ai ngồi đâu cũng cần phải làm cho nó tốt hay là một nụ cười một cái bắt tay nó cũng phải làm sao rất là hài hòa với từng các cái vị trí khác nhau Trước đây chúng tôi làm thì tôi nghĩ rằng là để hội phát triển thì cần mình một cái sự đam mê, sự nhiệt tình và sự chân thành. Nhưng mà với bối cảnh bây giờ thì đam mê, nhiệt tình, chân thành chưa đủ mà phải gắn vào đây là sự trí tuệ nữa. Tức là mình phải phát hiện được ra những vấn đề mới, tìm ra được những cái 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 vấn đề mới để thu hút anh em. Chứ nếu mà mình không tìm được ra những vấn đề mới thì thường là anh em sẽ lại ngại khi mà dành những cái thời gian mà thấy không có giá trị cho mình tôi nghĩ rằng là nếu về về, về mặt toàn diện ấy, thì tôi nghĩ là khó khó khăn hơn đấy. đấy. Trước đây làm có thể về kinh tế nó không được thuận lợi lắm, nhưng mà tập hợp lòng người nó lại dễ. Thế bây giờ là tập hợp lại khó. Nó chưa kể là, là xã hội lại rất nhiều các hội khác nhau, cho nên là cái nhu cầu về cái câu chuyện mà giao lưu hay gì nó cũng bão hòa mất thôi. Cho nên là bây giờ tôi cho là rất thách thức.